nay mình qua nhà anh Vinh coi anh Vinh đang làm gì. Mấy bữa gần anh Vinh không up clip gì chưa. Trời ơi anh Vinh kìa các bạn. Anh Vinh sao không vậy, anh không quay clip cho các bạn xem. Thầy ơi không gần hết ý tưởng rồi. Có bao nhiêu dồn ở bên Tony TV hết rồi. Thời gian đâu nữa mà làm bên Tony Vlog. Không gần em thấy trên TikTok có những cái phong trào slow motion da 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 đó. Sao anh không làm cho các bạn xem. À mấy cái slow motion mới vô con da 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 đó hả. Đúng rồi. Mấy cái này hơi bị cùi bắp. Làm chi mất công mệt. Anh làm được không mà anh chơi người ta hoài vậy. Nếu mà quý vị khán giả và thần ngáo đã muốn mình làm TikTok da 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 slow motion kung fu thì Tony đây sẽ xin chiều các bạn, cho các bạn mở rộng tầm mắt. Hổm gà cái phong trào da 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 này nó đang phổ biến đó, anh có làm được như thằng đồ đinh hay không? Cái thằng đồ chọc này nhìn chung thì cái kung fu nó cũng khá đó, nhưng mà còn lâu thì mới bằng mình được. Wow. Xin mời tất cả quý vị hãy nhìn lên màn ảnh. Nhảy dưới đất khô quá thì nhảy trên nóc nhà đi cho nó dễ. Anh nhìn nè. Thấy không, anh nhảy như thằng đồ đinh này được không? Trời ơi, mày quay tóc gì làm sao có ghệ được. Nhưng mà bây giờ mày có chịu quen ghệ không? Xấu như vậy làm sao mà có ai quen mày ơi. Mày cứ yên tâm đi, tao có một cái phần mềm giúp cho mình ẩn danh các bạn. Mình nói chuyện thoải mái, không ai biết tới mặt mình hết trơn á. Đâu, chỉ tao khứng dụng thôi. Thôi nè, tao tải về sẵn luôn rồi. Đó, bắt đầu chat. Nó sẽ quay ra gada xung quanh xem có cái em nào gần đấy không. Má ơi, phần mềm gì đã chứ gì má. Nói chuyện lớn lớn lên nha mày. Alo. Alo, em có phải tên Hương Ly không ạ? Dạ đúng rồi anh. Ờ, anh tên Tài. Không biết em đâu ta, thấy em vòng vòng đây nè. À, nhà em ở Sa Đéc anh ơi. Vậy hả, anh cũng kế bên Sa Đéc nè em ơi, anh ở Cao Lãnh, đi bộ cũng tới à. Ủa, Sa Đéc mà em ơi. Sa Đéc mà đi bộ qua Cao Lãnh á. Ừ, cách cũng gần em ơi, đi có mấy ngày trời mà hên. Anh nay có đi xe rồi, anh đi có nửa tiếng à. Vậy á hả? Ờ, em nay nhiêu tuổi rồi, sinh viên hay là đi làm rồi? Em đi làm rồi anh ơi, em 24 tuổi. 24 tuổi hả? Không biết em bảnh bữa nào anh rủ em đi cà phê được không? Thì có gì anh báo trước đi chứ em cũng không báo trước đâu. Vậy hả? Vậy có gì mốt anh rủ em ăn kem chuối nha. Trời, rủ ta ăn gì đi nghe, rủ ăn kem chuối trời. Hay gì rủ đi uống trà sữa thì đi. Vậy hả? Vậy anh rủ em uống trà sữa nha. Ta anh thích ăn kem chuối, em tưởng em cũng thích ăn kem chuối. Hỏi hết thời gian vậy hả? Rồi vậy bữa nào anh qua Sa Đéc rước em nha. Dạ. Vậy thôi nha, anh có công chuyện hồi gặp khách hàng chút. Dạ rồi, hẹn anh em khác nha. Rồi chào em. Yêu kết bạn. Kết bạn với anh nha. Nghe kết bạn thả trái tim nha. Thả tim anh nha. Rồi. Em biết. Rồi chào em. Dạ chào. Vô rồi bạn ơi. Vô rồi. Mày thấy ứng dụng này sao vậy hả? Quá tuyệt vời. Phần mềm có thể giúp chúng ta ẩn danh các bạn, không có thấy mặt, cho nên là khiến cho chúng ta có thể tự tin, thoải mái nói chuyện hơn. Giống như anh này vậy, thằng này nó quá xấu, không quen được vậy, cho nên là thông qua cái cuộc gọi này thì anh ấy cũng có thể kết bạn được với một em nào đó. Rồi và cái ứng dụng Goodnight này mình có để đường link tải về phía dưới một mô tả video và ghi ở phía dưới comment đó. Các bạn nào mà có nhu cầu muốn hẹn hò hay kết bạn để giao lưu nói chuyện thì bạn hãy vào đó tải về nha. Các bạn okay, nhớ tải về nha. Rồi, bye bye và hẹn gặp các bạn những video sau nha. Bye bye các bạn nha.